Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Hope for Children in Vietnam 2019 đã được tổ chức tại thành phố Fortress, Virginia. Good afternoon, everyone. Lúc 2 giờ trưa, tại Luther Jackson Middle School, thành phố Fortress, Virginia, chương trình Nhạc Hương Xưa 2019 lần thứ 3 đã được tổ chức để có tài chánh hỗ trợ cho Hội Hope for Children in Vietnam, còn được gọi là Tuổi Thơ và Hy Vọng. Hội đã thành lập và hoạt động từ năm 2002. 98% những số tiền gây quỹ đều được đến tay các cô nhi viện, các trại trẻ em khuyết tật, các trường học tình thương và các trẻ em đường phố ở Việt Nam. Các thiện nguyện viên từ Việt Nam và Mỹ đã góp công gây quỹ và sử dụng chi phí cá nhân để về Việt Nam hàng năm công tác. Họ đến các cơ sở tình thương ở Sài Gòn và các tỉnh, cung cấp thuốc men, dụng cụ học sinh, sách giáo khoa, cấp học phí, học bổng. Hội đã trợ giúp 4.000 trẻ em nghèo, xây sửa nhà ở, phòng ngủ, phương tiện di chuyển, xây máy bơm nước, máy nước nóng năng lượng. Tôi có dịp trò chuyện với cô Lệ Duyên và con trai là anh Richard, nhìn thấy cô cho hội 100 Mỹ Kim nhưng không vào hội trường để coi chương trình. Cô nói hai mẹ con rất thích làm từ thiện và được biết chương trình này qua Facebook. Cô không có thì giờ vào coi nhưng cô chỉ muốn đóng góp một phần nào đó để cứu giúp những em nhỏ kém may mắn ở Việt Nam. Chương trình được kết thúc sau 5 giờ chiều. Phương Mỹ xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Hương Xưa 2019. Mục đích của Hội Hương Xưa gây quỹ để giúp cho các em nghèo và các em khuyết tật đường phố tại Việt Nam. Và mỗi năm chúng tôi cũng muốn giữ gìn cái văn hóa dân tộc Việt Nam. Thành ra chúng tôi muốn đưa đến quý vị những cái làn sóng nhạc cổ truyền để mình có thể giữ gìn cái nhạc cổ truyền Việt Nam tại hải ngoại. Tính đến nay thì hội đã bắt đầu làm phục vụ cho các em từ năm 2002, thì đến giờ thì cũng đã gần 4.000 em. Và chúng tôi hiện tại bây giờ đã có 8 cái chỗ để mà chúng tôi giúp. Ba cái trại khuyết tật bại não, hai cái cô nhi viện và ba cái trường học tình thương và đường phố. Dạ thưa, thì trong hội thì cũng có rất là nhiều người Mỹ và những người họ rất là thương người Việt Nam mình và họ rất là muốn giúp đỡ. Thành ra là chúng tôi cũng có nhiều người Mỹ giúp đỡ. Dạ, chương trình hôm nay thì chúng tôi có rất là nhiều mục độc đáo từ làng nhạc cổ truyền, ca trù, nhạc dân tộc, dân ca và cải lương, và đồng thời cũng có rất là nhiều màn tân nhạc, và đặc biệt là chúng tôi cũng có một màn cải lương rất là độc đáo là Thái hậu Dương Vân Nga. Chúng tôi thấy là cái tương lai đất nước ở Việt Nam, nếu mà chúng ta đã có dịp về hoặc là có bà con thì khi nào cũng thấy trẻ em Việt Nam cần rất là nhiều sự giúp đỡ, có rất là nhiều gia đình vì hoàn cảnh không được may mắn, con em không được đi học, và những cái học bổng mà những chương trình học bổng mà các hội ở bên này tổ chức tôi thấy rất là cần thiết. Thì lúc trẻ đó mình cũng không có hiểu cải lương, do đó cũng không có thấy là nó hợp với lại cái thị hiếu của mình, nhưng mà khi bắt đầu hiểu về văn hóa nghệ thuật và mình biết rằng ở các quốc gia khác như là ở Hoa Kỳ, ở bên Ý nó có opera phải không, và những cái vở kịch opera ở bên New York đó mình phải mua vé rất là đắt, phải lên đó để mà coi, thì cải lương bây giờ mình cũng coi như là một cái chương trình nghệ thuật ở cái tầm vức đó, và khi mình hiểu như vậy thì mình thích thú vô cùng, tại nó có nhiều cái nét hay và cái trình độ văn hóa của nó cũng cao như là các vở kịch opera của Hoa Kỳ. Thông thường á, thì mọi người đều nghĩ cải lương chỉ có ở miền Nam. Cải lương là gì? Cải lương tức là cải tổ những các cái cổ và có những câu sáu câu vọng cổ là để cho hợp với cái thị hiếu và để hấp dẫn người ta hơn. Nhưng mà người ta quên rằng ở ngoài Hà Nội có đoàn Kim Trung Bích Hợp và đoàn đó năm 54 cũng di cư vào Nam. Đó, thành ra cái cải lương đó, nó phổ biến và nó biến thể theo từng cái địa phương. Ví dụ như cải lương xuất phát từ ở miền Nam, có những hồi đó như là Út Trà Ôn, Thành Được,
Út Bạch Lan, thì là những cái người mà ai cũng biết hết. Về sau có đoàn Kim Trung, thì đoàn Kim Trung đó đó là đi từ ngoài Bắc vào rồi hợp, nó lập tới đoàn Kim Trung 1, 2, 3, 4. Mà nếu người nào có lúc đó mà độ 20 mà đi nghe hát cải lương đó là đường Trần Hưng Đạo á. Thành ra tôi nghĩ đó là bây giờ nó đang có cái phong trào mà rất nhiều các em nhỏ và những người vị cao niên đã muốn có cái sự phục hưng của nền văn hóa Việt Nam, thì cải lương đó làm cái điều rất là tốt, tại vì nó đã đem ví dụ như là những cái tác phẩm của từng cái văn đoàn như là Hồn Bướm Mơ Tiên hay là Nửa Chừng Xuân vào cho người ta hiểu hơn. Và ngoài ra còn những cái vở như là Lan và Điệp và những cái vở sau này nữa. Không những vậy, họ đã đem được cả tân nhạc vào cải lương, thì đó là một cái điểm văn hóa có thể gọi là đặc biệt của Việt Nam. Tôi có một cái người bạn, anh đó là bạn học từ Việt Nam lúc nhỏ, thì hiện giờ anh là dạy âm nhạc ở trường đại học Indiana University. Anh đã viết lại cái vở kịch Quan Âm Thị Kính thành một cái opera và trình diễn cho sinh viên ở đó, và trở thành rất là cái vở kịch đó nó trở thành rất là nổi tiếng và đi trình diễn ở một số các tiểu bang khác, và người Mỹ bắt đầu cảm thấy thích thú vì cái nền văn hóa của mình bắt đầu mình chia sẻ được cho giới trẻ, và qua những cái vở kịch cải lương mà hát bằng tiếng Anh và do người Mỹ hát, tôi thấy rất là vui. Tôi tới với chương trình này sự thực ra đó là thứ nhất là vì gia đình rất yêu thích về cổ nhạc. Và chương trình này là giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật và trẻ em nghèo khó ở Việt Nam. Cô Phương Mỹ thì là người dẫn chương trình, nhưng mà tất cả các nghệ sĩ và những người trong cái chương trình này và những người thiện nguyện đó, họ rất nhiệt tình. Họ chịu khó thức khuya dậy sớm rồi làm những công việc donate tất cả thời gian và tất cả mọi thứ cho chương trình này để giúp đỡ các trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Cô biết có khoảng bao nhiêu thiện nguyện viên? Trong hình như là những người mà chính thức trong chương trình đó thì chắc khoảng trên dưới 30 người. Nhưng mà các nhà nghệ sĩ thì họ có một số người họ luôn luôn đi trong những chương trình này, là những người kỳ cựu của nghệ sĩ về cổ nhạc ở Việt Nam. Chẳng hạn như giáo sư Hoàng Ngọc Thụy và bà xã của giáo sư Thụy. Cũng như có cả những người giống như là bác sĩ Việt Hải cũng về tham dự từ Washington. Tôi thì từ Texas, Austin, Texas cũng bay về đây để giúp đỡ. Với phần tường trình từ chương trình Hope for Children in Vietnam 2019, thành phố Fortress, Virginia. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Hình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.